Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có một số chậu giả hạt Di Linh Xuân. Và hàng bên con là hàng gieo hạt nha cô chú. Hiện tại bên con cây rất là mướt luôn. Và đây là cái mặt hoa mẹ của nó cô chú, hoa cực kỳ đẹp. Và giá của hạt Di Linh Xuân bên con đang bán là 100 nghìn một chậu nha cô chú. Cái này bây giờ con đã trồng thuần rồi. Và cây đã bắt đầu nhú rễ rất là tốt. Nên cô chú mình về mình bỏ chậu ra. Con bỏ chậu ra rồi. Khi cửa hàng đi con sẽ bỏ chậu ra nha cô chú. Và cô chú về mình trồng lại. Và số lượng cây hôm nay chỉ có khoảng 40 chậu thôi cô chú. Đồng giá 100 nghìn một chậu và bên con sẽ ship từ 2 chậu trở lên. Và cô chú mình có thể mình đặt một chậu hoặc là mình kèm cái vật gì đó để cho nó có giá tiền là 200 nghìn. Thì bên con sẽ gửi hàng đi. Giá hạt Di Linh Xuân nha cô chú. Dòng giá hạt của thuộc dùng và Di Linh rất là nổi tiếng, Lâm Đồng nổi tiếng. Và đây là hình cây nha cô chú. Nha cô chú nhìn nè. Mấy mầm đã đầu ra rễ rất là tốt rồi cô chú. Đồng giá là 100 nghìn một chậu nha cô chú. Cây thì nó dài khoảng 8-9 cm và có một số chậu thì thân nó ngắn hơn. Đó. Thân nó khoảng 3-4 cm nha cô chú, nhưng mà nó có nhiều thân. Thân ngắn thì nhiều thân nha cô chú. Và đa số là nó chỉ có một thân lớn thôi. Và nó dài tầm khoảng 10 cm. Và số lượng cây hiện tại bên con chỉ có khoảng là 40 chậu thôi chú, con không có hàng nhiều. Giá hạt Di Linh Xuân, đây là hàng gieo hạt. Và cây bên con là hàng thuần nha cô chú, con đã trồng thuần rồi. Và đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe. Và khi cái hàng đi thì bên con sẽ bỏ cái chậu lại xưa vừa là coi như gửi cái cục dớn lên nè với lại cái cây đi cho cô chú thôi để mình nhẹ cước nha cô chú. Giả hạt Di Linh Xuân gieo hạt và nói chung là cây rất là mướt nha cô chú, rễ nó ra như giá luôn á, rất là khỏe. Kích thước cây thì dài khoảng 8-9 cm, đồng giá là 100 nghìn một cốc nha cô chú. Và cô chú nào mình mua 2 cốc thì sẽ được bên con ship hàng đi nha cô chú, con chỉ ship hàng từ 2 cốc trở lên thôi. Và cô chú có thể mình mua cái vật gì đó để cho nó có giá tiền là 200 nghìn thì bên con sẽ gửi hàng đi đó. Rễ ra rất là mạnh nha cô chú. Giả hạt Di Linh Xuân, đây là hàng gieo hạt, đồng giá 100 nghìn một cốc. Và số điện thoại cửa hàng bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.